Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài là chạy Zalo V8 trên BBT. Nhưng mà có cái khác đó là hôm nay mình sẽ chạy với nhiều video hoặc là nhiều webcam. Thì đây mình chạy mẫu nhé. Thì ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy nhiều video. Còn webcam thì các bạn chỉnh tương tự. Thì đây mình có hai cái nè, chạy lên nè. Đó, các bạn thấy là nó chạy hai video với hai cái detect khác nhau, đều là của Zalo V8 hết. Thì mình sẽ làm cái này như thế nào? Thì bài này khá là quan trọng đối với một số bạn lúc trước đã có hỏi mình mà mình cũng chưa có làm được nữa. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cái bài đó ha. Để làm cái bài này thì đầu tiên các bạn sẽ vô trong cái Discord của mình. Các bạn vô phần thông báo, kéo xuống dưới cùng, lấy code của bài A35 nè. Thì cái cách chạy của code này thì các bạn xem ở cái bài A35 nhé. Còn bài này sẽ là cái bài tiếp theo. Thì vô đây mình sẽ lấy cái tổng hợp nè. Mình chỉ lấy duy nhất cái file tổng hợp này thôi. Ta bỏ vô dự án của chúng ta. Thì trong này cũng có file tổng hợp nè, mình đi lên. Thì để chạy được cái bài trước đó, thì các bạn tải hết cái đó về để chạy cho cái bài A35 hồi nãy á. Thì các bạn nên tải hết, nếu các bạn chưa có, mình thì mình chỉ cần file kia, nhưng các bạn thì phải tải hết. Tải file tổng hợp nè, file main gì nè, file main này để tham khảo thêm thôi, file GUI để chạy được bài A35. Thì chúng ta chạy thành công cái bài đó thì mới có cơ sở để chạy được cho cái bài này. Rồi, chúng ta mở lên chạy file tổng hợp lên nè. Thì để chạy được cái code này á thì chúng ta lưu ý là code này là đây, mình chạy lên nhé. Đó, code bài A35 nè, chạy lên. Đó, thì nó detect người với con chó nè. Thì chạy trên một video duy nhất thôi. Thì để chạy được cái bài này thì chúng ta cần chuẩn bị một cái video. Đó, video đuôi MP4 nè. À, chúng ta cập nhật. Đây, chúng ta cập nhật cái code của Zalo V8 phiên bản mới nhất về bằng dòng lên này. Như đây cụ thể là phiên bản 8.0.59 nè. Chạy này hơi lâu nha, do mạng giờ này hơi yếu. Nếu mình không nói kỹ thì một số bạn xem ngang thì sẽ khá là khó hiểu. Nhưng mà nếu mình lướt quá nhanh thì có thể các bạn lại cũng hơi khó hiểu nếu bạn nào là mới lập trình. Thì các bạn nên xem kỹ lại cái bài A35 trên kênh Lata Channel. Thì để các bạn biết mình có nói về cái bài trước kỹ hơn. Bài này thì mình sẽ nhắc lại, nhắc sơ qua thôi. À, nó chạy cái đó đây. Thì trong thời gian chờ đợi mình sẽ vô đây. Để chạy được cái cơ bản của cái tổng hợp này, mình sau khi mình cập nhật cái bản mới nhất này nè. Thì mình vô cái VNV Library, kiếm cái tới cái Ultralytics gì đó,
Lâu đây đây đây, vô phần Zalo, vô phần engine, à, kiếm cái file đây này. Thì trong file này thì chúng ta làm một số việc nhỏ, đó là đầu tiên chúng ta sẽ tắt cái này đi, copy cái này, copy nó. À, chúng ta kiếm đến cái phần này nè, này nè, dán vô đây là im không. Cái thao tác này là để chúng ta có thể lấy ra ngoài cái frame để chúng ta show lên trên cái màn hình PPT. Còn nếu như chúng ta không thực hiện cái thao tác này thì chúng ta không lấy ra cái frame. Cái im0 này chính là cái frame mà chúng ta cần để chúng ta show lên màn hình PPT. Còn cái result này là những cái thông số, ví dụ như class là gì, label là bao nhiêu, rồi những thông số liên quan trong trong cái result này. Còn này là cái frame. Thì trong cái file tổng hợp này, cái frame đó thì nó sẽ được lấy ra chỗ này đó, rồi nó image về main. Đó, image về main này để nó sao lên trên label nè. Hello cho nhỉ, à, sau đó thì chỉ chúng ta tải cái code tổng hợp này về rồi chúng ta sửa như đó là chạy được. Còn các bạn nghiên cứu mà cái nào không hiểu thì hỏi lại mình sẽ chỉ sao. Code nó cũng cũng dễ hiểu, nữa các bạn nào cơ bản à, là nó chạy được như thế này ha. Thì bây giờ để làm cái bài hôm nay thì chúng ta sẽ chuẩn bị thêm một cái, ngoài cái video không này mình sẽ chuẩn bị thêm một cái video, mình đặt là video số 0, một cái là video số 1. Thì hai cái video này là khác nhau, hai video này là hai video khác nhau. Đây, các bạn xem video số 0 này. Teaching the fundamentals. Maybe you're just in front of your house, for example, working. Video số 1. Hai video khác nhau. Thì đầu tiên mình sẽ copy cái này qua. Ở đây cho ăn mình. Mình bỏ này qua đây đi, cái gì mình tra lại. Nếu cái gì sai sót. Nè, đây đi. Thì chúng ta sẽ copy cái file tổng hợp này, bỏ qua đây. Ta hiệu chỉnh một số thứ. Thì trước tiên mình sẽ đi làm một cái GUI, gọi là cái GUI 1 nè. Mình cần một cái GUI cho nó. Thì các bạn nào không biết thì xem cái bên dưới cái phần là QT Designer cơ bản á. Mình có chỉ tạo, chỉ thiết kế bằng QT Designer và những lập trình có liên quan trong cái chuỗi đó. Ở đây mình xem cho các bạn đã biết phần đó rồi. Mình sẽ mở cái dự án của mình ra. Rồi, GUI số 1 nè. Thì đây mình tạo một cái GUI cơ bản thôi. Ở đây có một cái label, tên là label số 1. Đây là label số 2. Đây một cái nút nhấn. Đó, nhấn Start, nhấn Stop. Nhấn Stop này tạm thời mình không dùng tới. Nên sau này có dùng không mình tính tiếp, nhưng hiện tại là chưa dùng tới nút stop đó, nên nút start này thôi đó. Dùng cái giao diện cơ bản vậy thôi. Thì vô đây từ cái file UI này chúng ta sẽ chuyển qua thành cái file BI. Mình dùng lên này mình chuyển thành cái file, từ cái file này chuyển thành file này nè. Sau khi chuyển xong thì mình sẽ chạy lên nó thử nè,
Thì cơ bản nó như thế. Thì cái file mình có cái file là BWT5 cộng với hai video. Thì loại này mình sẽ làm cho hai cái video rồi một hồi mình sẽ chỉ cho các bạn cách sửa nó lại để nó có thể chạy với webcam. Nhưng mà đây mình sẽ không chạy webcam. Này mình sẽ hướng dẫn cách làm thôi, nhưng mà mình sẽ không chạy với webcam, mình sẽ chạy với video thôi. Thì sau khi mình có cái file đó về, thì đó đầu tiên mình sẽ sửa cái gì? Đầu tiên mình sẽ ở đây là chạy một luồng đúng không? Một luồng một video đúng không? Thì mình thêm một cái biến gọi là sell account, mình đặt lại một cái biến để mình lưu cái giá trị đếm của nó, tức là mình muốn chạy hai luồng thì đây mình sẽ cao bằng 2. Thì các bạn muốn chạy nhiều hơn thì bạn càng tăng cái số này lên. Thì đây mình chỉ muốn chạy hai luồng với hai video thôi, chạy với Zalo V8. Thì đây mình mới for a in range sale chấm cao. Cái này không dùng được đây. Thì mình click cái nút này thì nó sẽ chạy hai cái luồng này. Thì mình sẽ lấy cái y này ra vậy đây để nó chạy được nhiều luồng theo cái y tương ứng. Thì luồng nào thì chèn y đó. Đây. Thì chúng ta chọn đây hai là nó sẽ chạy hai luồng. Cái chạy thì nó sẽ chạy cái live stream này lên. Rồi, hôm nay chúng ta sẽ chạy cái live stream này chính là cái Qtrics. Thì đây thì chúng ta sẽ thay bằng cái object. Object là cái loại tổng hợp, tức là nó thay thế để cho tất cả các loại. Ví dụ như number array str in, thì object này nó đều thay thế được cho hết cái loại đó, nên mình dùng object luôn cho nó tổng hợp dễ, thay vì chúng ta phải đi kiếm nó là cái thứ gì. Thì đây là cái thứ gì nó cũng truyền hết, list gì đó là nó truyền hết. Thì chúng ta sẽ truyền đi hai tín hiệu, cho nên chúng ta cần hai cái object ở đây. Thì do là mình chạy hai luồng khác nhau, thì khi nó nhận index xuống thì nó sẽ nhận index của luồng thứ nhất là 0, index luồng thứ hai là 1. Thì sale.index lúc này nó sẽ có giá trị là 0 với 1. Thì mình sẽ tương tự mình lấy ra cái video tương ứng. Thì thay vì mình để video 0 thì mình sẽ chèn nó là video tương ứng. Sale.index à. Tức là ở luồng 0 thì cái này tức là video 0. Ở cái luồng 1 tức là video này là video 1, thì nó sẽ chạy lần lượt hai cái video này lên đó, là ứng với hai video khác nhau đó. Chúng ta lợi dụng cái đó để chúng ta đổi tên cho cái này thôi, không gì hết. Đây. So frame cái này chúng ta không dùng tới, cái này chúng ta cũng không dùng luôn, bỏ luôn. Thì cái này các bạn thích thì dùng. Đây chúng ta lấy ra thông số về class, thông số về tọa độ, thông số về độ chính xác. Ngoài ra trong tracking thì mình còn lấy ra được cái mình quên tiêu rồi. Cái tên, cái số thứ tự. Đó, trong tracking thì mình lấy được cái đó. Các bạn xem lại bài tracking thì mình quên mất cái đó là cái gì đây. À, thì đây là thông số các bạn muốn lấy ra, thì các bạn mở dòng code này lên để lấy ra. Thì đây mình chỉ cần sâu lên kết quả thôi, thì mình cái quan trọng của mình là cái frame này.
mình sẽ image cái frame này về cộng với cái thông số thứ hai là cái cell.index. À, thì tại sao phải image cả frame và index về làm gì? Tại vì á, cái này nè, khi mà khi nó phản hồi về đó, mà phản hồi về thì nó sẽ chạy lên cái sau webcam nè, thì đây mình sẽ nhận thêm một cái thông số nữa là index, tức là đây là cái frame và đây là cái index mình nhận ở dưới này lên nè. À, cái này thì lên đây mình nhận nó đây, thì cái thì mình bắt buộc phải tách ra hai trường hợp. Trường hợp thứ nhất là khi cái luồng thứ nhất chạy á, thì nó sẽ show lên cái label ở đây là mình là cái GUI 1 nhé, chứ không phải là cái GUI 1 này nè, chứ không phải là cái GUI. Thì khi này cái label này sẽ là cái label 1. À, thì khi mà tiếp cái index mà bằng 0 thì chúng ta chạy cái này. Nếu index mà bằng 0 thì chúng ta sẽ set cái chúng ta sẽ set cái frame đó vô cái label 1. Còn nếu như cái index đó mà bằng 1 thì ta sẽ cho nó xếp qua cái label số 2 đúng như cái thông số hồi nãy trong này, label 1 nè, label 2 nè. Thì luồng thứ nhất á, thì sẽ set cái frame nó vô cái label 1, còn luồng thứ hai sẽ set cái frame nó vô cái label 2. Nó đang chạy GUI không phải, nó đang chạy cái này mới đúng. Đây là đây là một xíu. Các bạn thấy nó chạy với hai màn hình khác nhau, đều là detect bằng Zalo V8 được hết. Đó, chạy bình thường ha. Chúng ta tắt báo lỗi không, tức là không báo lỗi gì hết, như vậy là đạt rồi đó. Thì bài này chủ yếu là nó mở ra chúng ta cái cánh cửa để chúng ta có thể là chạy rất là nhiều cái webcam hoặc là video bằng cái Zalo V8 được. Thì để chạy bằng webcam á, thì ở đây thì chúng ta vẫn chạy hai luồng như thế này, vẫn truyền y như thế này, thì webcam thôi nhé. Còn nếu các bạn là cái camera thì các bạn phải coi lại đường truyền rồi nhiều thứ, thì có thể có cái sự khác một xíu. Thì webcam thì mình sẽ ăn gian là ngay chỗ này nè, webcam thì chỗ này chúng ta sẽ bỏ này, chúng ta sẽ là không đúng không, thì chúng ta sẽ bỏ vào đây là in cell index. Nếu là viết cam thì chúng ta có thể bỏ ở đây là cell.index. Còn nếu viết cho đúng cái chuẩn của Zalo V8 luôn thì chúng ta có thể viết như thế này. Tức là cái chữ số 0 hay số 1 đó là nó bỏ vào bên trong cái dấu này. Đúng vậy đó. Hoặc các bạn để ngồi gì cũng được, nhưng nó vẫn hiểu. Zalo V8 thì cái hai cách đến đều hiểu, nhưng mà cái cách kia nó hay hơn.
thì thường Zalo V8 chỗ này các bạn để không, không là webcam thứ nhất, một là webcam thứ hai, hoặc là chúng ta sẽ để theo dạng là không hoặc là một đó, thì Zalo V8 nó sẽ đều hiểu hai cái trường hợp đó thì bạn, mà đúng của nó là nó khiến là viết viết như thế này, một hoặc là không như thế này đó, là đúng cái chuẩn của nó. Tại mình thấy trong cái code của nó là như nó có chuyển qua str trước thì bạn. Chúng ta có hai cách làm ha. Thì đúng thì chúng ta webcam thì chúng ta thử để như thế này. Sale. Yeah. Index. Thì tương tự khi cái luồng thứ nhất chạy thì chỗ này nó sẽ bỏ vào đây là số 0. Và cái luồng thứ hai thì bỏ vào đây số 1. Thì tương ứng với chúng ta là camera à, cái webcam 0 hoặc là webcam 1. Thì trường hợp này nó sẽ chạy được cái webcam đó. Thì đó là mình chỉ sửa chỗ đó thôi. Ngoài ra những cái khác thì bình thường à, để mình trả lại video nhé. Thì đó là một số lưu ý thêm. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi ha. Nếu có thắc mắc gì các bạn có thể comment và mình sẽ trả lời ở trên ở bên dưới video, hoặc là các bạn có thể vào kênh Discord của mình để hỏi thêm cũng được.